Em để dành tiền mua cọng dây chuyền. Từ khi tôi bỏ phố về quê tới giờ tôi làm đủ thứ nghề hết trơn á. Mấy bạn có chọn được cái nghề nào chưa? Nếu chưa thì bữa nay tham khảo một số nghề của tôi nha. Ba em tôi nó kêu tôi lặt năng mướn cho nó. Người ta lặt thì 1 kg 3 ngàn. Chở chị em cho nên nguyên buổi sáng tôi lấy nó có 20 ngàn. Rồi tới khúc nhận lương mới chị coi nè. Nhưng mà đi ra mà không có tiền bạc cho nó lên. Không có tiền nữa. Mà đi đâu? Vòng sáng mà không có tiền bạc cái muốn. Ôi là trời, bây giờ tối sao cũng đi vòng vòng như vậy. Bây giờ lặt năng từ sáng sớm tới giờ 11 giờ trưa mà bắt không cho nghỉ ngơi, mà bây giờ lãnh tiền không có. Anh hai anh kêu nhổ năng mướn cho ổng. Anh hai mướn mạng ký 3 ngàn nó xuống nhổ đi. Sao tự nhiên bữa nay mướn nhổ năng rồi nó gì trời. Ổng mới nói là gần tới giờ giao rồi không có kịp giao cho người ta. Nói, trời ơi, hèn gì chứ bình thường dễ gì ăn tiền được của ông mà. Lần đâu mới có cơ hội. Lúc đầu thì người ta biết chị là bỏ phố về quê. Nhiều người ta cũng thích bỏ phố về quê á. Là lúc đó thì cũng chưa, người ta cũng chưa thích hung. Xong tới lúc mà chị đi bán cọng năng này nè. Thì giống năng này là cái món, cái tôi thức ăn cái gì, cái món ăn tuổi thơ của người ta rồi. Nhưng người ta thích. Rồi thấy chị đi bán gì, rồi người ta quay cảnh bà con với quê nè. Rồi mấy anh chị đi làm xa cảm thấy nhớ nhà. Nhìn thấy chị quay thấy nhớ nhà, rồi yêu thích gì đó. Chị thấy người ta giống như kiếm thu nhập từ trên TikTok, nó thấy là cũng dễ. Chị cũng tìm tòi, chị tìm tòi xong rồi cái đêm nào chị cũng thức tới 2, 3 giờ sáng. Tại vì cái TikTok nền tảng nó rất là khó phải không? Như là nghề dạy nghề vậy đó. Chị thấy thu nhập chảnh cũng khá ổn. Chị thấy vui, giống như từ ngày chị chơi TikTok thì chị quen được nhiều cô chú anh chị hơn. Bạn bè hay là mấy đứa em gì đó. Chị thấy là nó vui hơn lúc trước nhiều lắm. Bà tới lúc trước là hai vợ chồng tôi đi ở Bình Dương sống mười mấy năm hả, xong cái thấy về quê là sống được hơn ở Bình Dương á, về quê trồng năng này thu nhập là được hơn. Cây năng thì nó đỡ hơn với cây lúa, nó không có tốn nhiều, nó chỉ phân đỉnh thôi, không có thuốc nhiều. Cái lúc mà năng gộ rồi ha, rồi người ta dặn đám rồi đó, là ngày mình kiếm thu nhập là gần cả triệu á. Còn bình thường trung bình là cỡ 400-500 ngàn.